chim bay ngàn chia ly rồi đây mỗi người đi một đường. Chuyện tâm tình thôi đành dở dang, siết tay nhau một lần kết chặt tình bạn thân. Chúc nhau nâng ly lần cuối, cầu mong cho bọn mình tuy xa mà tình chẳng rời. Quên buồn, quên sầu, tìm vui mà sống nhớ nhau. Mỗi năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều. Hay quá các bạn, vâng, bên em đang test vào giới thiệu tiếp tỷ đến các anh em một cặp loa mini PV của cái bộ đèn FP2 đời cao. Cấu hình dòng loa này được thiết kế một bát đơn bát 40, được sử dụng từ 220 cuộn họng 100 một tép kèn, thùng gỗ bọc lì với thông số kích thước của mã này kế rất nhỏ gọn các bác nhá. Chiều cao khoảng 70/70 một chút, ngang là 52 và sâu là 60. Đấy, bát thả mềm sâu chắc tép lẩy tí tách lách cách. Và cặp loa PV SP2 này bên em bao nguyên zin nguyên bản các bác nhá, bao zin nguyên bao đẹp này anh em này, đây này cặp PV SP2 này các bác. Đấy. Đấy, chất lắm các bác nhá. Và có một giá đầu tư 24, bác nào chốt cặp PV SP2 này liên hệ bên em theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0982429265. Vâng, và địa chỉ bên em tại thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Tôi sông pha biên cương đã nhiều cương quê phận nghèo. Và bên em rất nhiều mã PV SP2, SP2G, SP3G, SP2X, SP3 con bọ cạp rất nhiều các bác nhá. 358S và kể cả SP5 bên em đều có đầy đủ các mã. Và 24 triệu cho một cặp loa PV SP2 đây các bác. Chất âm hết nước chấm. Và 24 triệu, bác nào chốt cặp này liên hệ